nằm trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng với môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trường Laurenstein sẽ là một ngôi trường trung học hiện đại, nhìn ra thế giới, hướng tới tương lai. Môi trường học tập, trang thiết bị, giáo trình và phương pháp giảng dạy hiện đại sẽ là nền tảng để đào tạo ra những thế hệ học sinh có tri thức sâu rộng và năng lực vượt trội, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. Với tiêu chí khoa học là đích đến, trường Laurenstein đã và đang xây dựng chương trình đặc sắc hướng vào việc bồi dưỡng năng lực, đào tạo ra những công dân hiếu học, năng động, có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, độc lập suy nghĩ và biết sáng tạo những cái mới. Thông qua những hoạt động thực tế hàng ngày và chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp, kích thích phát triển ý thức về bản thân, năng lực thực tiễn và tinh thần sáng tạo của từng học sinh, trường Laurenstein hướng đến mục tiêu là một ngôi trường giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Là trường tư thục phi lợi nhuận nhằm giáo dục đào tạo học sinh trung học của Việt Nam từ lớp 6 đến lớp 12. Sử dụng chương trình, tài liệu giảng dạy, giáo viên của Việt Nam và nước ngoài. Nhằm xây dựng môi trường giáo dục hiện đại hóa mang tầm vóc quốc tế cho đối tượng học sinh của Việt Nam, trường Laurenstein kỳ vọng sẽ trở thành một trường trung học kiểu mẫu ở thành phố Hồ Chí Minh, là cánh cửa rộng mở cho sự giao lưu về giáo dục giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Để tạo điều kiện cho việc giao lưu kiến thức trong thời đại ngày nay, hệ thống mạng Internet không dây được phủ toàn trường. Bên cạnh đó, thư viện rộng 1.322m2 với sức chứa 200 người, hội trường đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ chỗ cho 400 người. Sân bóng đá, sân bóng rổ, sân thể thao đa năng trong nhà với diện tích 544m2, sân chơi cầu lông diện tích 318m2, bể bơi, phòng học nhạc, phòng học múa, phòng học mỹ thuật, võ thuật, phòng dinh dưỡng, v.v. trang bị một không gian học tập và vận động lý tưởng cho học sinh. Ngoài ra, trường còn có ký túc xá hiện đại, tiện nghi, cung cấp chỗ ở cho các em học sinh xa nhà. Chương trình dạy và học được chú trọng và đầu tư, tạo nên nét riêng đặc sắc của trường. Bên cạnh việc sử dụng chương trình chính khóa của Việt Nam theo hướng tinh giản, trọng tâm, trường còn sử dụng chương trình mở rộng. Chương trình mở rộng bao gồm chương trình quốc tế hóa, chương trình song ngữ và chương trình kỹ năng sống. Nhằm tạo môi trường song ngữ cho học sinh, trường mời giáo viên nước ngoài giảng dạy để nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh, đồng thời liên kết với Hội đồng Anh để tổ chức học và thi lấy chứng chỉ Anh văn quốc tế. Đặc biệt, chương trình kỹ năng sống sẽ trang bị cho học sinh năng lực thích nghi với cuộc sống hiện đại và khả năng giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Hàng năm, tổ chức cho các em học sinh tham gia trại hè, chương trình giao lưu văn hóa ở các trường trung học ở Mỹ, Anh, Singapore và Đài Loan. Mặt khác, trường còn liên kết một số trường đại học của Mỹ, Anh để chuyển tiếp học sinh của trường tiếp bậc đại học ở nước ngoài. Với mục đích phát triển toàn diện cho học sinh, hoạt động văn thể Mỹ được quan tâm. Ngoài giờ học chính khóa, trường còn tổ chức các môn học tự chọn, các câu lạc bộ nhằm đáp ứng sở thích, phát hiện năng khiếu để bồi dưỡng tài năng về các lĩnh vực văn nghệ, mỹ thuật, thể thao, v.v. Bên cạnh đó, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội của Việt Nam và các nền văn hóa trên thế giới, triển lãm thường kỳ những sản phẩm mỹ thuật của học sinh.
đây ngôi trường mà nhu cầu của con chúng tôi có thể sẽ được phát triển ở nơi đây. Qua một năm học tập, quả thật những cảm nhận ban đầu của chúng tôi giờ đây đã trở thành hiện thực. Ngôi trường mới với đầy đủ phòng ốc tiện nghi, các phòng chức năng của trường, và đặc biệt là mỗi một lớp của các cháu học, học sinh học cũng chỉ từ trên dưới 30 học sinh, làm cho điều kiện giảng dạy của các thầy cũng như tiếp thu của học sinh rất là tốt. Đặc biệt ở đây có một đội ngũ giáo viên rất tận tâm với nghề, nhiệt tình với học sinh, thương yêu học sinh như con của mình. Có một ban giám hiệu năng động, dám nghĩ, dám làm. Và chính vì thế cho nên ở ngôi trường mới này chúng tôi thấy các cháu tiến bộ rất nhiều. Qua một năm học, bản thân các cháu cảm thấy tự tin hơn, có nhiều cái sáng tạo hơn trong quá trình học tập của mình. Đạo đức của các cháu cũng được nâng lên rất nhiều. Và chúng tôi nghĩ rằng về sau này con cháu của chúng tôi sẽ tiếp tục gửi gắm ở nơi đây, bởi vì chúng tôi cảm nhận được cái sự khôn lớn về văn hóa, về đạo đức ở đây đối với con chúng tôi được nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tìm thấy nơi đây một sự yên tâm với cái sự nghiệp giáo dục của con em mình.